Lời đầu tiên, thay mặt đơn vị tập đoàn Cà Mau, trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể các đồng chí, hội thi tiêu biểu các cuộc cách mạng tỉnh Cà Mau năm 2019 là một sân chơi bổ ích thiết thực, giúp cho mỗi chúng ta nhìn lại suốt chiều dài lịch sử chiến đấu ác liệt để nhận lấy độc lập tự do cho dân tộc thông qua những giai điệu tự hào. Ở đó có tình yêu quê hương đất nước, có sự hy sinh thầm lặng của người mẹ, người vợ, nén nỗi đau thương và chung dụng một chiến đấu chính nghĩa của dân tộc để đổi lấy bằng sự độc lập tự do đất nước ta bước vào chiến đấu, xây dựng và phát triển. Tham gia hội thi hôm nay, đơn vị tập đoàn Cà Mau trân trọng gửi đến các đồng chí các tiết mục là các bài hát, các giai điệu đi một năm tháng qua chủ đề những năm tháng không quên. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cuộc kháng chiến cứu nước, trong việc cứu nước của dân tộc ta đã lùi xa hơn 44 năm. Những người lính Trường Sơn năm xưa đang có dịp trở về ký ức cũ. Ở đây, ký ức về chiến tranh đã dồn về trong họ. Đường Trường Sơn trong chiến tranh ngày nào có hàng nghìn cán sĩ, có cả hàng trăm trọng điểm huấn luyện, luôn suốt những năm tháng chiến đấu ấy luôn bị máy bay pháo mặt của Mỹ bắn đá những đỉnh đèo lẹn lá trên dãy đất ấy. Đâu đâu cũng là đất thiên, đâu đâu cũng có đất thổ. Trong cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng họ luôn thấy sáng tình người. Đó là sự yêu thương, sẻ chia, đoàn kết và luôn lạc quan, lãng mạn trước những khó khăn không hiểu. Nhà thơ Phạm Tiến Dũng đã từng chia sẻ: việc ông có mặt trên tuyến đường Trường Sơn một lửa cuốn vào cuộc kháng chiến ác liệt của tướng quân và dân là một cuộc phiêu lạc lớn của số phận. Ông sáng tác bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vào cuối năm 1969 tại làng Cổ Giang bên dòng sông Sơn, tỉnh Quảng Bình. Ngay khi mới ra đời, bài thơ luôn có trong túi áo của mọi người lính trên chiến trường. Khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thì chất thơ chất nhạc quyện vào nhau, nâng cánh cho nhau khắp chiến trường, thôi thúc hàng triệu trái tim sóng thao lên đường đánh giặc. Cùng mắt giọng trên trường Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu sân thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trường sơn, đây trường sơn.